私がベトナムで驚いたことは、みんな日本語がいっぱい喋れることです。À, điều mà Nagi Chan cảm thấy bất ngờ nhất khi đến Việt Nam đó là có nhiều người biết nói tiếng Việt, à, biết nói tiếng Nhật quá. Thôi tên nào hồi nãy mình, thôi mười nào tôi. Việt Nam bên đây á, bay cứ nhiều 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 người đến các bạn đi Việt đi đấy. Điều mà tôi cảm thấy bất ngờ nhất ở Việt Nam đó là chiếc xe Honda có thể chở được 4 người lận. Hai, thôi chơi là nãy bữa nay thôi mời bài tôi. Tôi sẽ là Việt Nam đến khi bị kinh ngạc là Việt Nam là mọi người là rất là dễ thương và rất là tốt. Điều mà tôi bất ngờ nhất ở Việt Nam đó là tất cả các bạn trẻ đều rất là nhiệt tình và rất là thân thiện với chúng tôi, cho nên tôi rất là vui. Thôi thế là cái nào thôi mời bài thôi. Điều mà tôi bất ngờ nhất ở Việt Nam đó là có nhiều món ăn có cua á. Hay, tôi tên là Mibori. Tôi mới thắng tuổi. Tôi mới thắng tuổi. Tôi là, điều mà tôi cảm thấy bất ngờ nhất đó là ở Việt Nam có nhiều cái chỗ để mà tập luyện rèn luyện thân thể, cho nên tôi cũng muốn thử một lần làm thử cái gì từ Nhật. Hai, tôi tên là Yena, tôi mới bay tới. Tôi đã đến Việt Nam và rất là bất ngờ khi thấy những cái đồ chơi và những cái accessory được làm từ tay người Việt Nam, tôi rất là bất ngờ. Điều mà tôi bất ngờ nhất ở Việt Nam đó là có nhiều cái shop bán đồ trang sức rồi những cái vật trang trí nhỏ nhỏ mà toàn bộ là đều làm bằng tay hết, làm tôi rất là bất ngờ. Hai, tôi tên là Kanna, tôi mài móng tay. Tôi đã đến Việt Nam và rất là bất ngờ khi thấy những cái shop bán đồ trang sức rồi những cái vật trang trí. Điều tôi bất ngờ nhất ở Việt Nam đó là ở trên đường có rất nhiều cái đường dây điện. Hôm nay chúng ta sẽ trình bày những ca khúc riêng của nhóm và những ca khúc nổi tiếng ở bên Nhật. Mong các bạn cùng thưởng thức hết mình.